Xin chào anh ạ. Em lấy cho anh một phòng đi. Anh chờ một chút ạ. À, cảm ơn em. Chị ơi, em mời chị dùng nước ạ. Ừ. Em lên nghỉ ngơi đi. Anh về nhé. Họ mới phá được một đường dây cực lớn, chuyên phân phối hàng trắng ở vùng Vân Nam. Theo tin trinh sát, đám này buôn hàng qua biên giới Việt Trung, mỗi lần cả nghìn bánh. Thế cơ à? Có biết là nó đi theo ngả nào không? Hiện tại nó vẫn chưa khai, họ vẫn đang tiếp tục đấu tranh khai thác. Tôi có linh cảm nó có liên quan tới chỗ kia. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu đầu ra của chúng nó ở đây thì trời đã giúp chúng ta rồi. Con chào mẹ. Con chào bố. Chào chú. Đi học về đấy con gái. Vâng. Thế nào, hôm nay học tốt không? Có. Thế đi vào thay quần áo rồi chuẩn bị ăn cơm nhá. Vâng. Để bố với chú nói chuyện ha. Dạ vâng. Anh này, cái thằng Mã gì mà lần trước mình bắn chết nó nhỉ? Mã Lão Đại. Đúng rồi. Cái hôm đó mình có thu được điện thoại của nó không? Cái này phải hỏi thằng Triều. Nếu mà ta có điện thoại của nó thì ta sẽ trao đổi với họ xem là cái mối liên hệ của thằng Mã Lão Đại với cái thằng mà họ vừa bắt xong có liên quan gì tới nhau không? Chính xác. Ngay ngày mai em sẽ kiểm tra việc này. Rồi báo anh để ra công hàm. Út ơi, ra phụ giúp mẹ đi con. Anh à, Tuất nó mới về Hà Nội, tí nữa thì cháy vợ. Thế xử lý thế nào rồi? Mà tại sao tôi không biết gì nhỉ? Nó có thằng con Út học ở dưới đấy, chồng với thằng Đức với Sơn Bạch Tuộc. Rồi cái Yến phát hiện kịp thời. Hai anh em chuyện đây để chuẩn bị ăn cơm nhé. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn mình. Sau đó thằng Triều kịp phím cho cái Lam, lấy cớ là bố ốm rời khỏi Hà Nội. Tôi mong cái ngày lột mặt cái thằng thoái hóa kia quá rồi. Anh ơi, thế hôm nay chỉ có hai anh chị ngồi với em thôi à? Tí nữa có vợ chồng cho em anh đến. Dạ. Em trai anh á? Nó nằm viện mấy tháng nay, mới ra viện được 3-4 hôm nay thôi. Thế ạ? Vợ sắp cưới của nó cũng trên hương hòa đấy. Ồ thế ạ? Thế cô ấy tên là gì? Con cái nhà ai? Thủy. Ngô Thu Thủy. Ngô Thu Thủy. Bố cô ta là một võ sư có tiếng ở vùng ấy. Thế à? Không có lẽ lại là con của võ sư Ngô Xuân à? Đúng ra thì ở trên em, chỉ mỗi cụ Ngô Xuân là võ sư có tiếng. Có một cô con gái xinh, giỏi võ nữa. Ông ấy là người thế nào hả em? Và các anh, nhà hơi nghèo, nhưng được cái là cụ rất đạo đức, nhiều học trò. Vợ chồng anh vừa nhận được tin cụ ấy bị tai nạn, gãy chân phải bó bột em ạ. Thế có nghĩa là anh chị sắp xếp lên thăm gia đình người ta chứ gì? Thế được rồi, lúc nào anh lên à, em sẽ đưa đến tận nơi chú đáo nhé. Vấn đề là
có xa không, xa nhà chú không? Ra được hơi xa, nhưng mà anh cứ yên tâm, em phải đưa anh đến nơi chỗ. Mà quái lạ thật, không hiểu sao thằng em anh để quen được gái miền Sơn Cước vậy. Chuyện dài lắm, nhưng mà kể ngắn gọn cho chú nghe như thế này. Thằng em anh là bị một bọn côn đồ nó hành hung. Cái cô gái này thì nhảy vào đánh giải vây và cứu thằng em anh. Bọn kia thì chạy toán loạn. Cậu em anh thì cũng bị thương. Sau đó vào viện thì cô này cũng chăm sóc mấy tháng ấy. Thế rồi chúng nó yêu nhau và tới đây là tiến tới hôn nhân em ạ. Có thế chứ. Chuyện hơi ngược đời. Đúng là mỹ nhân cứu anh hùng chị nhà. Nhưng mà anh có cái ảnh cô ấy không? Cho em ngó mặt cái. Em lấy cái loạt ảnh mà mình chụp hôm đi biển ấy. À đúng rồi, chờ em một chút. À, anh em mình nháp tí. Em nhớ là mình có chụp nhở? À thôi chết rồi, em chụp ở cái máy kia và để ở nhà mất rồi. Mà thôi anh ạ, một chút nữa cô chú cứ đến đằng nào chúng mình chẳng gặp. Đúng rồi. Nào em ơi. À, chúng nó đến đây rồi. Em chào anh chị ạ. Cô ấy đâu? À, dạ, đêm qua ông trên nhà lại đau ạ, nên cô ấy về gấp rồi ạ. Sau việc này em không nói với anh, để anh điều xe đưa cô ấy về đàng hoàng. Ai để con gái về trong đêm như thế hả? Dạ anh biết rồi đấy. Cô ấy không đụng vào ai thì thôi, chứ ai mà dám bắt nạt cô ấy ạ. Chú là chúa chủ quan ấy. Mà thôi, xin giới thiệu với em là Thượng tá Tuất, bạn của anh. Cũng dạ. Quê trên Hưng Hòa đấy. Vậy ạ. Còn giới thiệu với chú Tuất, đây là Hùng, em trai anh. Dạ. Chào em. Hân hạnh biết anh. Ủa, nhà anh là trên Hưng Hòa luôn hả anh? Ừ. À, vợ sắp cưới của em quê cũng ở đấy đấy anh. Này, gái quê anh xinh lắm. Cái này thì em công nhận với anh Tuất anh ạ. Nào, thôi. Dạ. Em mời anh chị, chúc sức khỏe anh chị ạ. Chúc sức khỏe. Vô. Ừ.